Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức 10 Sóc Trăng ạ. Thì ngày hôm nay Chí sẽ tiếp tục lên video này để cập nhật cho các bạn về cái mẫu xe Future LED 2022. Trong tháng 11 này nó có chương trình khuyến mãi và ưu đãi gì nha các bạn, cũng như là giá xe từng phiên bản cho các bạn mình cùng tham khảo nè. Thì mời các bạn mình cùng xem xe chi tiết nha. Thì như các bạn mình cũng đã biết á, hiện tại nay thì cái mẫu xe Future trong phân khúc 125cc phun xăng điện tử của Honda Việt Nam, thì cái mẫu xe Future này á là trong phân khúc dòng xe số được mệnh danh là ông vua trong dòng xe số luôn các bạn. Về những cái thiết kế và cũng như là khối động cơ của mẫu xe Future này thì nó cực kỳ rất là đẹp và cũng như là rất là bền bỉ theo thời gian, và được rất là nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng cái mẫu xe này rất là nhiều. Thì trong phần video này Chí sẽ cập nhật lại cho các bạn về ba cái mẫu màu sơn xe độ bán chạy nhất trong tháng vừa qua ở bên cửa hàng ở bên Chí nha. Và ngoài ba cái mẫu màu sơn xe độ này ra thì bên Chí luôn có đầy đủ những cái phiên bản màu sơn xe zin cho các bạn để mình cùng tham khảo, và cũng như những cái phiên bản mẫu màu sơn xe độ khác. Thì trong ngày hôm nay Chí sẽ cập nhật lại cho các bạn về giá trong đầu tháng 11 của dòng xe Future LED này. Và cũng như là cập nhật lại cho bạn về chương trình khuyến mãi tổng của dòng xe Future này, để dành cho những bạn nào mình có dự định trong tháng 11 này, mình dự định muốn mua xe thì có thể là thông qua video này để mình có thể là biết thêm nhiều về thông tin của dòng xe Future nha các bạn. Và hiện tại nay thì cái mẫu xe Future này thì nó sẽ có như trước đó là nó sẽ có phiên bản mà bánh căm và bánh mâm nha các bạn. Thì phiên bản bánh căm hiện tại nay thì nó đang có giá là chỉ từ là 34.690.000 đồng thôi các bạn. Thì giá này là Chí là báo giá chưa chứ trừ chương trình khuyến mãi cho các bạn nha. Và phiên bản hàng bánh mâm thì nó sẽ có giá là 36.990.000 đồng. Và hiện tại nay thì cái mẫu xe bánh căm thì nó sẽ có những cái màu cho các bạn để mình lựa chọn. Và các bạn nào mình muốn đi hàng bánh mâm và màu trắng này mà mình muốn xuống bánh căm luôn thì bên mình sẽ hỗ trợ là giá là 34.690.000 cho các bạn nha. Và hiện tại nay thì ngoài những cái phiên bản màu sơn xe zin ra, như là những cái mẫu màu sơn xe độ này như là màu trắng đỏ, màu xanh đỏ và như là màu bạc đỏ này, trong tháng vừa qua thì bên Chí bán rất là dậy và về ba cái mẫu màu sơn xe này. Thì những bạn nào mà mình có những cái mẫu màu sơn xe nào mà mình cần độ đặt độ lên đó thì cứ nhắn tin cho Chí qua số điện thoại là 0939839746 để Chí sẽ cập nhật lại những cái mẫu màu sơn xe độ đó để gửi đến tất cả các bạn nha. Và chương trình khuyến mãi của dòng xe Future trong tháng 11 này đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, thì bên Chí vẫn gia hạn thêm cái chương trình cho quý anh chị, đó chính là hoàn tiền 800.000 đồng trừ vào giá xe cho các bạn luôn để mình đi đăng ký giấy tờ xe. Là như tháng trước là chương trình là khuyến mãi là các bạn khi nào đăng ký có quẹt xe rồi mình mới quay lại cửa hàng mới hoàn được 800.000, nhưng mà ngày hôm nay trong tháng 11 này khi các bạn mình mua xe mình sẽ được hoàn 800.000 chịu thẳng trực tiếp vào giá xe luôn để hỗ trợ cho các bạn để mình đi làm giấy tờ xe. Ngoài ra mình được tặng được thêm 500.000 phiếu gắn phụ kiện xe. Ví dụ như các bạn mua xe Future này đi, hoặc là những cái dòng xe số của Honda Việt Nam tại Hồng Đức 10, là mình gắn ba ghe, phụ kiện, phủ nano, quán xăng, chống trộm, công tắc đèn gì đó không biết, các bạn mình gắn mình sẽ được tặng được 500.000 để mình không có cần mắc trả cái phí để mình gắn những cái dịch vụ phụ đó nha các bạn. Và chương trình dành cho những bạn nào mình đang là công nhân, mình đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp, khi mình có mua xe sẽ được hỗ trợ là giảm giá từ 500 đến 1 triệu đồng nữa nha các bạn. Đối với dòng xe Future này mình sẽ được giảm được 500.000, như giá xe nãy Chí báo cho các bạn đó là 34.690.000 đồng, đi mình sẽ được hỗ trợ giảm được thêm 500.000 là công nhân, là sẽ chỉ còn lại là 34.190.000 đồng thôi các bạn. Ngoài ra những bạn nào mình có thẻ VIP mua xe từ trước ở bên Chí rồi, quay lại mua xe lần 2, lần 3 nữa sẽ được hỗ trợ là giảm giá thêm trực tiếp vào giá xe nữa nha các bạn. Và chương trình là thu xe cũ đổi xe mới, hiện tại nay thì những bạn nào mình có xe cũ muốn lên đời đổi mua xe mới, bên Chí cũng có thu lại xe cũ cho các bạn để mình mua lại xe mới nha, và được hỗ trợ là giảm giá 1 triệu đồng chịu thẳng trực tiếp vào giá xe nếu các bạn mình có xe cũ mình rent mà đổi mình mua qua xe mới. Thì như là giá như nãy Chí báo các bạn thì chỉ còn lại là 33 triệu ngoài đó bạn, rất là rẻ cho dòng xe Future 125 này. Và hiện tại nay thì còn rất là nhiều màu sắc để cho các bạn mình lựa chọn, không chỉ riêng gì ba cái màu này nha các bạn. Thì Chí sẽ quay một dòng chi tiết về ba cái mẫu màu sơn xe này để các bạn nào mà mình thấy thích về cái form màu theo kiểu hàng Thái này thì có thể là liên hệ với Chí để mà mình được tư vấn xe nhiều hơn nha các bạn. Và chương trình trả góp đối với dòng xe
future này á các bạn, là khi mình mua xe mình chỉ cần trả trước chỉ từ 10% cũng được rồi, 20%, 30% tùy theo các bạn, nếu mình có điều kiện kinh tế mình có thể là trả nhiều hơn hoặc ít hơn cũng được nữa nha các bạn. Thì thủ tục rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần có chứng minh nè, hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái xe hoặc là có căn cước công dân cũng được nha các bạn. Và khi mình lên hồ sơ, bên Chí cũng có lên hồ sơ online các bạn, như là cứ chụp hình gửi qua cho Chí trước, khi Chí sẽ kiểm tra coi mình có lên hồ sơ được hay là không, khi nào hồ sơ duyệt á mình mới lên đến cửa hàng mình nhận xe thôi. Rất là dễ và dễ dàng cho những bạn nào mình đang không có thời gian mà mình muốn lên hồ sơ mua góp, khi ra cửa hàng mình nhận xe nhanh á thì cứ liên hệ trước với Chí và qua Zalo của Chí nha. Chí nhắc lại là 0939839746. Thì cái Zalo này Chí sẽ tư vấn cho các bạn về để gửi hình ảnh về màu sơn xe, tất cả dòng xe future, và cũng như là tư vấn cho các bạn về giá cũng như là chương trình khuyến mãi trong tháng này. Thì giá và chương trình khuyến mãi thì bên Chí luôn cập nhật lại cho các bạn để phù hợp với thị trường nha các bạn. Ví dụ như ngày hôm nay Chí báo giá cho các bạn về cái mẫu xe future này đi, là ngày 3 tháng 11. Thì nếu mà có thị trường giá như thế nào bên Chí luôn cập nhật lại để cho các bạn, để mình rõ hơn để mình mua xe nha. Thì như trước mặt của các bạn đây đó chính là cái màu này, là cái màu xanh phiên bản đặc biệt. Thì trên phiên bản đặc biệt là cái màu này là màu xanh đen nha các bạn, xanh này là màu xanh nhám. Thì hiện tại nay á, thì bên Chí có một bạn đã yêu cầu là độ những cái phần màu đen là lên màu đỏ giống như form của Hồng Quay Y gì các bạn. Thì từ cái lần độ đó thì được rất là nhiều bạn trẻ đã yêu thích cái mẫu cái form này, thì chính vì thế mà bán rất là chạy về cái form này nha các bạn, màu xanh đỏ này trông rất là hiện đại cũng như là rất là đẹp, và cũng như là chỉ rất là phát cách cho những bạn nào mình không có thích đi những cái màu trùng lập giống như những cái phiên bản xe green của Honda Việt Nam rất là nhiều người chạy rồi các bạn. Nếu mình đi những cái mẫu xe này á thì mình được cái sự là độc quyền hơn, và cũng như là ít ai sử dụng cái tông màu này, và cũng như là rất là hợp thời. Ngoài ra thì bên Chí còn độ lên như là dàn áo xe, như là cái màu bạc này là nó đã bỏ qua đời từ năm 2019 rồi các bạn. Thì ngày hôm nay là bên Chí đã tái hiện lại cái màu bạc này, để cho các bạn nào mình yêu thích cái màu bạc đó mình thể sử dụng, và nó được độ theo cái tông theo cái form của Hồng Quay Quy nữa các bạn, là nó có thêm là ốp đồng hồ, là ốp ổ khóa và yếm và như yên màu đỏ trong xe rất là đẹp đúng không các bạn. Thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ với Chí nha, để Chí có thể là tư vấn rõ hơn cho bạn nữa nha. Thì video của mình đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ạ. Xin chào các bạn.